Kính chào quý vị và các bạn. Ngày đầu tuần, những cơn mưa ở Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm dần nhờ tác động của không khí lạnh đẩy dịch rãnh gây dông gây mưa xuống phía Nam. Diện mưa chỉ còn xảy ra rải rác ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Và dự báo từ ngày 17 tháng 5 thì hầu khắp Bắc Bộ sẽ tạnh ráo trở lại. Tuy mưa giảm nhưng do tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt cũng ở ngưỡng thấp. Sáng sớm nay trời se lạnh với nhiệt độ chỉ ở mức là từ 20 đến 22 độ. Vùng núi còn hơi rét khi mà nhiệt độ ở ngưỡng là 17 đến 19 độ. Trưa chiều nay thì nhiệt độ ở Bắc Bộ cũng không tăng cao, dao động từ 23 đến 26 độ, trời mát mẻ. Trong khi Bắc Bộ có xu thế giảm mưa thì ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ mưa lại gia tăng cả về diện và lượng. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 50 tới 100mm cả đợt, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc hay gió giật mạnh. Nền nhiệt cũng có xu hướng giảm so với những ngày trước đó. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, ban ngày trời nhiều mây, có mưa nên nhiệt độ ở ngưỡng là 25 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến ở mức là 28 cho đến 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với gió Tây Nam nên khu vực này mưa dông sẽ có xu hướng tăng hơn về diện và lượng. Trong cơn dông, cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Còn vào ban ngày thì nền nhiệt cũng có xu hướng giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 29 đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên và 31 tới 34 độ ở khu vực Nam Bộ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh ở mức là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Đến với khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam phổ biến với cường độ trung bình mức cấp 3, cấp 4, trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.